Minna san, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục tìm hiểu về kiến thức N5 nhé. Hay, trước khi vào bài, các bạn hãy cùng cô xem mẫu bức ảnh như sau. Cô có hình ảnh của một ngày mưa. Kyo wa ame desu. Hôm nay thì trời mưa. Vậy khi cô muốn nói là hôm qua cũng mưa, hôm kia cũng mưa, cô sẽ nói như thế nào? Hay, cô có câu tiếng Nhật như sau. Ototoi mo ame deshita. Này các bạn lưu ý nhé, là ame deshita chứ không phải là ame desu nữa. Bởi vì ototoi là thời gian trong quá khứ và câu này là câu khẳng định ở trong quá khứ. Cho nên là ame, danh từ ame sẽ đi với đuôi deshita chứ không phải là desu nữa. Rồi, cụ thể thì như thế nào? Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về tính từ và danh từ trong quá khứ. Đây, như những bài trước chúng ta đã tìm hiểu về tính từ và danh từ ở dạng hiện tại, khẳng định vô định nó như thế nào rồi đúng không? Khẳng định thì tính từ đuôi y, tính từ đuôi na và danh từ đều sẽ đi với đuôi des. Còn ở dạng phủ định thì tính từ đuôi y sẽ bỏ y đi thêm kunai des. Còn tính từ đuôi na và danh từ sẽ đi với đuôi yarimasen. Đó là bài trước chúng ta đã học. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ở dạng quá khứ. Ở dạng quá khứ, khẳng định tính từ đuôi y sẽ bỏ y đi thêm kata desu. Các bạn lưu ý nhé, bỏ y đi thêm kata desu. Còn tính từ đuôi na và danh từ sẽ đi với đuôi deshita hay deshita. Ở dạng phủ định quá khứ thì tính từ đuôi y sẽ bỏ y đi thêm kunakatta desu. Còn tính từ đuôi na và danh từ sẽ đi với đuôi yarimasen deshita. Hay yarimasen deshita. Rồi cô có lưu ý như sau. Cô có tính từ y desu. Hay phủ định sẽ là yokunai desu. Này, còn ở dạng quá khứ, khẳng định sẽ là yokatta desu, phủ định sẽ là yokunakatta desu. Này, để hiểu rõ hơn các bạn hãy cùng cô đi đến với những ví dụ sau đây nhé. Cô có tính từ oki là to, lớn. Ở dạng hiện tại, khẳng định chúng ta nói là oki desu, lớn. Vậy ở dạng quá khứ khẳng định chúng ta sẽ nói là oki katta desu. Bỏ y đi thêm katta desu vào nhé. Oki katta desu. Ở dạng hiện tại phủ định, cô nói là oki kunai desu, không lớn. Vậy ở dạng quá khứ phủ định, cô sẽ nói là oki kunakatta desu. Oki kunakatta desu. Này, đã không to, đã không lớn. Tiếp theo, cô có danh từ là kumori. Này, có mây. Ở dạng hiện tại khẳng định chúng ta nói là kumori desu. Ở dạng quá khứ sẽ là kumori deshita. Ở dạng hiện tại phủ định chúng ta nói là kumori yarimasen. Rồi vậy phủ định ở dạng quá khứ chúng ta sẽ nói là kumori yarimasen deshita. Chúng ta đi với đuôi là yarimasen deshita. Tương tự, đối với tính từ đuôi na cũng giống như danh từ. Ở dạng hiện tại thì chúng ta nói là Shizuka desu. Quá khứ sẽ là Shizuka deshita. Còn ở dạng hiện tại mà nói là Shizuka yarimasen thì quá khứ sẽ là Shizuka yarimasen deshita. Này giống như danh từ đúng không nào? Rồi, tiếp theo, còn như lúc nãy cô đã nói tính từ i. Ở dạng hiện tại mình nói là i desu. Thì quá khứ sẽ là yokatta desu. Ở dạng hiện tại phủ định mình nói là yokunai desu. Vậy thì quá khứ phủ định chúng ta sẽ nói là yokunakatta desu. Yokunakatta desu. Các bạn lưu ý nhé. Chúng ta cùng nhau đặt câu nào. Cô có hình ảnh sáng nay. Kesa. Sáng nay thì thời tiết như thế nào nào? Có mây đúng không nào? Chúng ta có danh từ có mây là kumori. Nhưng mà ở dạng quá khứ thì chúng ta sẽ nói là kumori deshita. Hay kesa kumori deshita. Sáng nay thì đã có mây. Tiếp theo, hay sengetsu, tháng trước. Tháng trước quá khứ nè. Rồi, cô có tính từ đuôi y là isogashi. Bận rộn. Vậy khi chúng ta nói là tháng trước thì đã bận rộn, chúng ta sẽ nói là sengetsu isogashi katta desu. Tính từ đuôi y chúng ta bỏ y đi thêm katta desu vào đúng không nào? Cùng là cô lặp lại nha. Sengetsu
Isogashi katta desu. Rồi, chúng ta cùng nhau đi đến ví dụ tiếp theo. Hay, cô có thời gian là senshiu. Senshiu là tuần trước, tuần rồi đúng không nào? Ai, vậy thì tuần rồi bạn này bạn ấy như thế nào đây? À, bạn ấy không khỏe. Ai, không khỏe. Chúng ta có tính từ khỏe là genki, tính từ đuôi na đúng không nào? Vậy thì không khỏe sẽ là genki yarimasen deshita. Hay, dạng quá khứ mà đúng không? Chúng ta có câu đầy đủ là senshiu genki yarimasen deshita. Hay, tuần trước thì đã không khỏe. Rồi, cô có hình ảnh của một bạn nữ. Bạn này, bạn ấy đã đọc quyển sách này rồi. Và cảm nhận của bạn ấy sau khi đọc là nó không có thú vị. Chúng ta có tính từ thú vị là omoshiroi. Hay, vậy không thú vị ở dạng quá khứ chúng ta sẽ nói là omoshiro kunakatta desu. Hay. Rồi, câu đầy đủ sẽ là kono hon wa omoshiro kunakatta desu. Quyển sách này thì đã không thú vị. Hay. Cô có hình ảnh của một bạn nữ. Ngày hôm qua, bạn ấy đã làm bài kiểm tra. Và cảm nhận của bạn ấy về bài kiểm tra của ngày hôm qua thì nó như thế nào đây? Shiken wa muzukashikatta desu. Bài kiểm tra thì nó đã khó desu ne. Hoặc là shiken wa kantan deshita. Bài kiểm tra thì nó đã đơn giản. Hoặc là shiken wa amari kantan ja arimasen deshita. Hoặc là bài kiểm tra nó đã không có đơn giản cho lắm. Desu ne, amari. Đã không đơn giản cho lắm. Rồi, hôm nay đi uống cà phê với bạn bè. Bạn cô ấy hỏi cô ấy rằng là bài kiểm tra ngày hôm qua thì nó đã như thế nào? Trong trường hợp này, chúng ta sẽ dùng nghi vấn từ là do deshita ka? Kino no shiken wa do deshita ka? Bài kiểm tra ngày hôm qua thì nó đã như thế nào? Hay, thì chúng ta có thể trả lời là muzukashikatta desu, hoặc là kantan deshita, hoặc là amari kantan ja arimasen deshita. Hay, vì khi mà chúng ta muốn hỏi về ý kiến, cảm nhận về vật gì đó, một sự việc gì đó trong quá khứ, thì chúng ta sẽ dùng nghi vấn từ là do deshita ka? Và khi trả lời, chúng ta cũng sẽ trả lời tính từ ở dạng quá khứ như thế này nhé. Hay, bài hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Ja, mata kondo, onegai shimasu.